Thưa quý vị, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ TikTok Việt Nam. Văn bản nêu rõ, thời gian vừa qua, một số kênh truyền thông cũng đã đưa tin về video dùng búp bê cầu vía học giỏi của kênh TikTok Thơ Nguyễn. Trong đó có chứa nội dung phản cảm và mê tín dị đoan không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Đặc biệt, sự việc này đã gây ra hoang mang xã hội, gây ra tâm lý tiêu cực tới sự phát triển và nhận thức của trẻ em, khiến rất là nhiều phụ huynh và dư luận xã hội bức xúc. Cục An toàn Thông tin đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ TikTok Việt Nam khẩn trương có biện pháp xử lý video nêu trên, chủ tài khoản kênh Thơ Nguyễn và tăng cường rà soát, thắt chặt kiểm duyệt các nội dung độc hại, phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu tới trẻ em trên nền tảng TikTok và báo cáo kết quả xử lý trước ngày 19 tháng 3 cho Cục An toàn Thông tin. Trước đó, đoạn clip ngắn nói về việc xin vía học giỏi cho các em học sinh được kênh Thơ Nguyễn đăng tải trên TikTok đã khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Thưa quý vị, sau 2 giờ khẩn trương xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã bắt được nghi phạm gây ra vụ sát hại dã man hai mẹ con vào tối ngày 12 tháng 3. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm gây ra vụ trọng án là Đồng Minh Phương, sinh năm 1963, trú tại thành phố Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh. Phương đã dùng dao đâm hai phụ nữ là hai mẹ con cùng trú tại phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều của tỉnh Quảng Ninh. Gây án xong, nghi phạm đã dùng xe đạp để bỏ trốn. Sau hơn 3 giờ lẩn trốn, nghi phạm đã bị lực lượng chức năng bắt và phát hiện tại hiện trường cách đó hơn 1 km. Theo người dân địa phương, thì Phương hành nghề mài dao kéo dạo, thường say xỉn và có mối quan hệ với hàng xóm của nạn nhân. Ngày thường, nghi phạm hay lui tới khu vực trên và có xảy ra mâu thuẫn với gia đình nạn nhân. Công an thị xã Đông Triều đã bàn giao hồ sơ cùng với Đồng Minh Phương cho Công an tỉnh Quảng Ninh thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, Công an thị xã Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ đối tượng Lương Trường Giang, sinh năm 1998, trú tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, là người điều khiển xe máy gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn. Theo đó, vào ngày 27 tháng 2 năm 2021, cơ quan công an nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc bà Nguyễn Thị Lợi, sinh năm 1943, trú tại phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu, có nghi ngờ là do tai nạn giao thông tại ngã ba Kỳ Long. Qua xác minh, thì cơ quan điều tra đã xác định tối ngày 26 tháng 2, Lương Trường Giang điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 38-47293, nhãn hiệu Exciter màu đỏ đen, chở theo một người nữa di chuyển theo hướng Nam Bắc trên quốc lộ 1A. Khi đến ngã ba Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, thì xe mô tô do Giang điều khiển đã va chạm với bà Nguyễn Thị Lợi đang đi bộ qua đường dẫn đến tai nạn giao thông. Sau khi tai nạn xảy ra, thì Giang và người đi cùng cũng đã bỏ trốn khỏi hiện trường, không đưa người bị nạn đi cấp cứu. Tại cơ quan điều tra, thì đối tượng Lương Trường Giang cũng đã thừa nhận hành vi điều khiển xe mô tô gây ra tai nạn làm bà Nguyễn Thị Lợi tử vong. Thưa quý vị, sau khi VTC đưa tin công ty may Á Châu nợ lương, bảo hiểm, công nhân ngừng việc tập thể, đại diện công ty đã đề nghị là cho thêm thời gian để giải quyết khoản nợ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, hơn nửa tháng qua, công ty vẫn không có tín hiệu khắc phục khoản nợ khổng lồ, khiến hàng trăm công nhân bức xúc, viết đơn khởi kiện công ty của mình, ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Sáng 12 tháng 3, khoảng 200 công nhân từng làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn ASEAN Garment có trụ sở chính tại quận Tân Bình và chi nhánh tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12 đã đến Trung tâm Văn hóa quận Tân Bình để làm đơn khởi kiện công ty đòi đóng bảo hiểm xã hội cho mình. Đại diện số công nhân này cho biết họ vào làm cho công ty từ nhiều năm nay, hàng tháng công ty vẫn trừ tiền lương để đóng bảo hiểm xã hội. Thế nhưng mãi gần đây, khi công nhân ngừng việc tập thể vì bị nợ lương thì mới được biết hơn 2 năm qua công ty không hề đóng bảo hiểm xã hội. Tham gia bảo hiểm từ tháng 7 2018 đến 2019 là chốt sổ là mình giờ là chỉ được có chốt được có 5 tháng thôi. Tới 2021 là còn nợ 2 năm mấy tháng đó. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự và không để người lao động lãng phí thời gian trên hành trình khiếu kiện, có hơn 10 cán bộ, chuyên viên đại diện cho Liên đoàn Lao động Bảo hiểm Xã hội, Thương binh Lao động Xã hội và Tòa án quận Tân Bình đã cùng nhau phối hợp, tích cực tư vấn và hướng dẫn công nhân chốt sổ nợ bảo hiểm xã hội cụ thể của từng người để làm căn cứ khởi kiện. Hiện nay mình cũng phối hợp với tòa án, ví dụ như tòa án đề nghị là xác nhận cái người lao động này đang đóng bảo hiểm xã hội đến thời điểm nào. Thì chúng tôi có trách nhiệm là xác nhận để cho cái cung cấp chứng cứ cho tòa án để người lao động khởi kiện. Tuy nhiên, chuyên viên tư vấn Phòng Thương binh Lao động Xã hội quận Tân Bình cho biết, cái khó hiện nay là đối với những trường hợp không có hợp đồng lao động thì người lao động phải tự chứng minh mình và cung cấp chứng cứ cho bên tòa án. Chứng cứ này bao gồm phiếu lương thể hiện việc trích đóng bảo hiểm xã hội, từ thời gian này đến thời gian nào, hợp đồng lao động và thẻ nhân viên do công ty cung cấp.
Ở trên cơ sở đó là quan trọng nhất là cái phiếu lương là hàng tháng công ty có trừ lương của mình. Nhưng mà tuy nhiên thì công ty không thực hiện vấn đề này. Thì lúc đó thì mới có cơ sở để bảo vệ cho mình. Cái việc mà giải quyết cái bảo hiểm xã hội cho họ là chính. Còn lại thì các nội dung khác thì hiện nay vẫn đang thực hiện cái việc mà cố gắng là tiếp cận với chủ doanh nghiệp để thực hiện cái công tác hòa giải cho họ. Nói chung tới giờ này thì mình cũng chưa tiếp cận được với chủ. Hơn nửa tháng trước, hàng trăm công nhân của công ty này đồng loạt nghỉ việc để khiếu nại về tiền lương chậm trễ và vấn đề này đã được công ty khắc phục. Tuy nhiên, câu trả lời cho vấn đề nợ bảo hiểm xã hội đến nay vẫn chưa được đưa ra. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công ty Asian Garment tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình từ tháng 8 năm 2016. Tính đến hết tháng 2 năm 2021, công ty còn nợ cơ quan bảo hiểm xã hội với số tiền là trên 8,6 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, ô nhiễm tiếng ồn từ nhạc công suất lớn và karaoke tự phát thực sự là vấn nạn của Thành phố Hồ Chí Minh. Cá biệt là có những nơi mà khiến người khiếm thính cũng phải chịu cảnh đinh tai nhức óc. Bức xúc này của người dân, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo cụ thể để dẹp hẳn vấn nạn này. Ông lão 73 tuổi này đã nhiều năm mắc chứng lãng tai. Để xem TV ở khoảng cách chỉ vài mét này, người bình thường chỉ cần mở âm lượng 15 là có thể nghe rõ, nhưng ông phải mở công suất âm lượng lên tới 85. Bị lãng tai như thế, nhưng hàng đêm, ông cũng như người dân xung quanh không thể ngủ được vì tiếng ồn từ loa công suất lớn khủng khiếp phát ra từ một quán gần nhà. Theo phản ánh của người dân, quán hoạt động với nhạc công suất lớn có khi kéo dài đến 1-2 giờ sáng. Cái tiếng ồn của nó quá đáng, quá sức. Thậm chí mà tôi nằm trong phòng đóng cửa lại, mở máy lạnh mà vẫn còn nghe. Mặc dù tôi là cũng điếc lãng tai, đưa những cái tiếng như mà trống nó rất là lớn. Cái cửa mà tôi nằm mà cửa kính rung lên cơ mà. Mình đi làm nguyên một ngày về, mệt mỏi mình chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà bị tra tấn như vậy rất là khó chịu. Vừa cả người già, trẻ em, ai cũng phải chịu ảnh hưởng như vậy. Và như vậy thì tới ngày hôm sau không có làm gì được hết. Trong cuộc họp ngày 9 tháng 3 với đại diện các sở, ban ngành, quận, huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Võ Văn Hoan tái khẳng định cần loại bỏ hoàn toàn ô nhiễm tiếng ồn trong năm 2021. Trong thực tế, một hành vi đó có thể vận dụng với nhiều cái nghiệp. Trong 3 tháng đầu này nè, các ông chí ở quận, ở phường, các ông chí làm thử, chọn một số cái chứ không cần đi hết đâu. Rồi mình ghi âm, ghi hình xong, cái ngay lập tức mình mời chủ quán vô trong phòng nhỏ, nói anh hướng dẫn, anh có vi phạm. Chứ không phải mình lập cái đoàn đi, cái vô trong đó mình mời quán ra, mình đo làm mùm xùm, không phải, không cần thiết. Còn sau này á, nếu mà xử lý vi phạm hành chính, chúng ta vẫn làm được. Làm là phải làm được, những chuyện lớn còn làm được, mà cái chuyện nhỏ nhặt đây không làm được, vô lý. Mình hy vọng là, mình kỳ vọng là qua cái kỳ này thì sẽ có hiệu quả để cho được trả lại, người dân được trả lại những cái giấc ngủ và lại sự yên tĩnh của họ. Muốn điều chỉnh một cái hành vi đã thành thói quen thì chúng ta phải cần thời gian. Trong đấy phải kết hợp giữa xử phạt vi phạm hành chính, công khai thông tin người vi phạm và đồng thời là phải kết hợp với cái việc giáo dục tuyên truyền qua các kênh từ trong nhà trường ra đến các phương tiện báo đài để chúng ta hiểu rằng hành vi đó là hành vi kém văn hóa. Tiếng kêu cứu của người dân từ tiếng ồn karaoke tự phát đã được thành phố lắng nghe và hành động. Hy vọng trong thời gian tới, những tiếng ồn khiến người lãng tai cũng phải khiếp sợ không còn là vấn nạn ở thành phố này.